thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết phần đoạn sanh tử nơi thân xác. Nghĩa của từng chữ phần đoạn sanh tử có liên quan đến sự sống chết của riêng từng người. Mỗi người có một phần và mỗi người có riêng một đoạn. Nghĩa của chữ phần là gì? Các ông có thân, tôi cũng có thân. Các ông là người, tôi cũng là người. Các ông có phần của các ông và tôi cũng có phần của riêng tôi. Đoạn là gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm vóc của thân thể từ đầu đến chân. Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử. Kẻ phàm phu phải trải qua phần đoạn sanh tử, còn các vị đã chứng được 4 quả vị A-la-hán thì không còn trải qua trạng thái này nữa, nhưng vẫn còn phải trải qua tình trạng biến dịch sanh tử. Nghĩa là từng niệm đổi rời, nghĩa là trải qua sự sống chết trong từng niệm, thay đổi trong từng niệm nên gọi là biến dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều này liên quan đến sự tương tục không ngừng của tâm niệm, niệm niệm tương tục là niệm này vừa sanh khởi thì niệm kia liền tàn hoại như trong một dòng chảy vô tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, đột nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sanh tử. Để được thường trụ mãi trong tướng vi tế ấy, đó là một dạng rất tinh tế và vi diệu. Thường trú mãi mãi trong ấy có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu. Kinh văn: nhĩ thời thiên ma hậu đắc kỳ tiện, phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp. Việt dịch: lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Giảng ngay khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đời sống vĩnh cửu. Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, thiên ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp cho hành giả đang tu tập chánh định nghe. Kinh văn: kỳ nhân cánh bất giáp chi ma trước, diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu sanh thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Hảo ngôn tha phương, vãng hoàn vô trệ, hoặc kinh vạn lý, thuấn tức tái lai. Giai ư bỉ phương, thủ đắc kỳ vật, hoặc ư nhất xứ, tại nhất trạch trung, xúc bộ chi gian, linh kỳ tổng đông, nghệ trí tây bích, thị nhân cấp hành, luy niên bất đáo, nhân thử tâm tín, nghi Phật hiện tiền. Việt dịch: người này thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi, rồi trở về mà không ngăn ngại, có thể dạo chơi ngàn dặm, rồi trở về trong chớp mắt. Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến, hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng không đến được. Do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, lầm cho đó là Phật. Giảng: do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi thiên ma, nên chính anh ta thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị vi diệu vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp.